Minh được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, ngày nhâm ngọ, tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. vài nạp âm, dương liễu mộc, kỵ tuổi, bính tý, canh tý, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày ngọ lộc hợp với mùi, tam hợp với dần và tốt thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi giáp tí, canh tí, bính tuất, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, như sao thiên quý tốt mọi việc, sao minh tinh tốt mọi việc, sao kính tâm tốt đối với an táng, sao giải thần, đại cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải hoan, trừ được các sao xấu, sao thiên ân tốt mọi việc, Sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với việc sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao độc hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý ngọ mạo dậu. Cho nên với bạn tuổi Tý bạn đang có điểm báo, bạn vướng phải không ít những rắc rối, không chỉ trong công việc mà cả chuyện tình cảm của mình cũng vậy với ba tuổi Tý, bạn là người thông minh, có năng lực hành động, cũng biết cách làm việc hiệu quả, song đôi khi lại quá tự tin vào khả năng của bản thân mình, cho nên thường làm theo ý của mình. khi đó bất đồng ý kiến xảy ra là điều đương nhiên và nếu không có cách xử lý khéo léo, sẽ rất dễ gây ra các mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được những tin mừng về tiền bạc trong ngày bạn có thể nhận được khoản tiền thượng Tết khá chi là hậu hĩnh nhờ quá trình chăm chỉ hết mình vì công việc trong suốt thời gian vừa qua của bạn bạn mệnh tuổi Tý cũng nên chi tiêu sao cho hợp lý mua sắm dần cho những ngày Tết sắp tới, nhưng cũng cần phải lập ra những kế hoạch cụ thể để tránh vung tay quá trán. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc và tình cảm gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, quan hệ xã giao bị rạn nứt do bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, có tin vui về tài lộc đón Tết no ấm từ vi tuổi canh tí thuộc thổ cần xây dựng kế hoạch chi tiêu và mua sắm Tết hợp lý từ vi tuổi nhâm tí thuộc mộc không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày Sửu ngọ tương hại cho thấy tính khí của bà tuổi Sửu lên xuống khá thất thường trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Sửu, khó giữ được sự kiên nhẫn và điềm tĩnh thường ngày khi bạn trở nên khá chi là nổi nóng một cách thất thường. Sự thất thường của bạn tuổi Sửu khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là khi đối mặt với khó khăn, bạn lộ rõ sự bất an và thấp thoảng của mình. Có thể bạn đang bắt bản thân mình làm việc quá sức cho nên tinh thần không được ổn định, hãy cố gắng nghỉ ngơi, điều độ lại để cho cảm xúc mình ổn định trở lại. Với sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo, con đường tài lộc của bạn có dấu hiệu bị sai sút do bạn mệnh không phân chia rõ ràng những khoản tiết kiệm mà chi tiêu, tiền bạc cứ thế đội nốn ra đi. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Hôm nay là một ngày tình duyên của bạn khá chi là lý tưởng, đào hoa vượng sắc sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ. Đối với những bạn đang quản độc thân thì tìm được một nửa lý tưởng, người đã có đôi có cặp sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào mà người kia mang tới cho bạn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tính khí thất thường, dễ nội nóng, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, có dấu hiệu làm việc quá sức, ảnh hưởng tới tinh thần, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, đào hoa vượng sắc, mang đến tin vui về tình cảm, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, con đường tình duyên có nhiều khởi sắc rõ rệt. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngoại tuất phù trợ, cho nên công việc của bạn tuổi dần đang có được những bước tín khá chi là tốt đẹp. Nếu như bạn cứ tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại thì cơ hội thăng tín đang nằm sẵn trong tầm tay của bạn rồi tuy nhiên với bà tuổi dần bạn cần phải thay đổi cá tính cá thèm chóng chán của mình nếu như muốn có được thành công rực rỡ hơn nhìn chung với bà tuổi dần lại khá nóng vội ban đầu có thể là rất nhiệt tình nhưng sau đó lại rất dễ bộ dở giữa chừng Ngày hôm nay với bà tuổi dần là ngày thích hợp để cho bạn mệnh tiến hành những công việc như là làm dự án, ký kết hợp đồng đầu tư, hợp tác làm ăn. Không phải lúc nào cũng tìm được đối tác đáng tin cậy như vậy. Cho nên với mặt tuổi dần, đừng có bộ lỡ thời cơ này đến với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho thấy với bà tuổi dần đang có dấu hiệu kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó và muốn lấy mất vị trí mà bạn đang nắm giữ, bạn cần phải cẩn thận để mọi việc của mình trở nên tốt đẹp hơn. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, công việc tiến trị thuận lợi, có cơ hội thăng tín. Từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, cần kiên trì với mục tiêu, tránh bộ dỡ dựa chừng. Từ vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, nên tiến hành ký kết hợp đồng, đầu tư kinh doanh. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, có hỏa tiểu nhân xuất hiện, tìm cách phá hoại. Từ vi tuổi nham dần, thuộc kim, cẩn thận trọng với từng việc mình làm. Và đánh giá của bạn tự dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh rêu quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày mạo ngọ tương phá, đây là điểm báo phá tài hao của với bạn trong ngày hôm nay. Do đó với bản mệnh tuổi mão cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản, tiền bạc của mình, không nên tiêu tiền quá thoáng tay vào những việc không cần thiết, đặc biệt là luôn có lòng đề phòng với những đối tượng mới gặp lần đầu ngày này với bạn tuổi mão kinh doanh buôn bán cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân kẻ thù vướng phải những mối làm ăn bất lợi bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi thời khơ thác thích hợp hơn với mình trong ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy thái độ tập trung và nghiêm túc hết mình cho công việc của bạn trong thời gian qua đã được cấp trên đánh giá cao. Bạn cần phải tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng không nên quá kiêu ngạo có những hành động suy nghĩ coi thường người khác. Trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có mọc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang có được nhiều chuyển biến tích cực đối với những bạn đang còn độc thân, tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có điểm báo tai họa, hao tài tốn của, cần phải chú ý tài chính của mình. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải đề phòng và chớ vội tin vào những đối tượng mới gặp lần đầu rất dễ mất tiền. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ được cấp trên đánh giá cao về thái độ nghiêm túc và nỗ lực. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm có chuyện biến tích cực hạnh phúc nằm trong tầm tay. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn. vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao sức khỏe. 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bà tuổi thìn cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Bạn tuổi thìn bạn cần phải chọn thật nhanh con đường mình muốn đi thay vì cứ do dự như hiện tại. Công việc sẽ tiến triển tốt, nhanh và khi bạn xác định được mục tiêu của mình và đi đúng đường, đúng hướng. Với bạn tuổi thìn, bạn không ngại khó, ngại khổ, bạn mệnh đừng quá lo lắng, bởi sai sốt là điều ai cũng có thể gặp phải. Bạn hãy cứ làm điều mình cho là đúng nhất trong thời điểm đó. Thời gian chẳng còn nhiều, Tết đã sắp đến, nếu như chậm trễ cũng chính là để cho bản thân mình tụt về phía sau. Trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn, lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn cũng được tiếp thêm ngọn lửa, bạn chủ động hơn trong chuyện tình cảm, tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Những nỗ lực của bạn mạnh trong ngày hôm nay sẽ được đền đáp, tình cảm của bạn không còn đơn phương nữa, tình yêu được đáp lại là điều hạnh phúc nhất mà đối với bạn tuổi thìn có thể cảm nhận được trong ngày hôm nay và tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên sớm xác định được mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc thổ đừng quá lo lắng cho rằng mình sẽ mắc sai lầm, có sai mới có trưởng thành. tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nỗ lực tình cảm dần được đền đáp xứng đáng. tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tìm cách kéo gần khoảng cách giữa nửa kia tình cảm khó kìm nén. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tử tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử tỵ trong ngày này đã gặp được ngày của tam hội phù trợ nhờ tính cách nhiệt tình và hào sảng của mình cho nên với bà tử tỵ luôn được mọi người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết chính vì thế mà bà tử tỵ nếu như gặp được quý nhân sẽ giúp giải quyết được các rắc rối trong công việc ngày hôm nay và với bà tử tỵ nếu có cơ hội phát triển sự nghiệp xuất hiện trước mắt bạn nên nắm bắt nhanh chóng, chớ nên nghi ngờ vào khả năng của mình mà chần chừ quá lâu để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những cơ hội quý giá thường chỉ xuất hiện một hai lần mà thôi. Trong ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ, nhờ có sự thúc đẩy của thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Tỵ sẽ có thêm động lực và có được sự quyết đoán thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Đôi khi hãy thử lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Mọi người xung quanh sẽ không cho rằng bạn bốc đồng mà trái lại họ cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Họa khí bốc lên, có hại cho tim, khiến cho bạn mệnh dễ cảm thấy bức bối, khó chịu ở trong người. Từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa có quý nhân giúp đỡ, công việc được thuận lợi. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên nắm bắt cơ hội để phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có được động lực thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sức khỏe không được ổn định dễ cảm thấy bức bối khó chịu trong người. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi ngọ trong ngày này Đa gặp ngày có ngộ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi ngọ trở nên hiếu thắng và cậy vào khả năng của mình mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở chân thành của những người khác. Với bà tuổi ngọ, tọa thái độ khó chịu một cách rõ rệt mỗi khi ai đó nói ngược với quan điểm của bản thân. Chính vì vậy, với bà tuổi ngọ, dễ nổi nóng và dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Tuy nhiên, chưa chắc những lời góp ý của những người ngoài đã là thừa thải. Vì vậy với bà tử ngọ, hãy cố gắng bình tĩnh và tiếp thu cố chọn lọc để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tử ngọ cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cho nên với bà tử ngọ đang có được tình hình tài chính vẫn có dấu hiệu khởi sắc một cách rõ rệt. Bản mệnh là người thông minh, chăm chỉ, làm việc phần thưởng xứng đáng, nhận được là rất tự hào. Ngày này với bà tử ngọ là ngày thích hợp để cho bạn khởi công xây dựng, nhưng bạn nên tránh xuất hành đi xa, di chuyển và khai trương trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim hiếu thắng chủ quan dễ đưa ra những quyết định vội vàng từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thích làm theo ý của mình bộ ngoài tai những lời góp ý từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tài chính có khởi sắc nhờ sự nỗ lực bấy lâu từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên xuất hành khai trương di chuyển trong ngày hôm nay Vài đánh giá của bà tử Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành, mùi ngoại nhị hợp cho nên con đường tình duyên của bà tuổi mùi đang rất vượng sắc trong ngày hôm nay bạn tuổi mùi có được nhiều cơ hội tiếp xúc với những người khác phái, nhờ vậy mà khả năng thoát ế của bạn rất chi là cao. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, bạn lại cần phải cảnh giác đối với những cái mối quan hệ tình cảm không lành mạnh. Nếu như chưa chắc chắn về đối phương thì đừng có vội tin vào những lời đường mật mà đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi mùi cần phải học cách đối nhân sự thế khéo léo bởi thời điểm này bạn mệnh rất dễ bị vướng vào những mâu thuẫn thị phi trong cái mối quan hệ với đồng nghiệp bạn bè cấp dưới ngày này với bạn tuổi mùi thiêu hải thượng lạn ông là ngày nhân thần nằm ở phía khớp cổ chân mép tóc mắt cá ngoài chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy công việc tiến triển tốt được cấp trên yêu ái tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên có trách nhiệm cao với công việc tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần đỏ mệnh cho nên với bạn tuổi thân đón nhận những tin vui về vận trình tài lộc của mình. Tết đã gần đến, đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do đang có tin báo nhận được khoản lời lại tiền về tay đáng kể. Và lúc này, bạn mạnh tuổi thân có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Với bản lệnh sẵn có cùng tiềm lực kinh tế hiện tại, không có gì là không thể làm được với bạn. Thuận lợi thu về là không nhỏ trong ngày hôm nay, giúp cho bạn tuổi thân có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng nên có những kế hoạch chi tiêu về tài chính cho rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ xảy ra với mình. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này gây ra một số vấn đề về sức khỏe cho bạn. Với bạn tuổi thân, nên tránh làm việc quá sức, thay vào đó là có chế độ rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống điều độ kẹo không, lại gục ngã trong thời điểm này là rất bất lợi cho bạn. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tài lộc khởi sắc đối với những bạn kinh doanh buôn bán có nhiều tin mừng từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa, nên dụng cảm thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh từ vi tuổi nhâm thân thuộc thổ cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng tiết kiệm hợp lý từ vi tuổi canh thân thuộc mộc sức khỏe xa sút tránh làm việc quá sức từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi giàu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung cái điều này cho thấy với bà tuổi giàu đang có không ít bất lợi cho bạn trong ngày hôm nay và bạn tuổi giàu đang thiếu đi sự tập trung cũng như là tinh thần hăng hái trong công việc cho nên hiệu suất công việc của bạn giảm sút một cách rõ rệt. Mọi việc không được như ý khiến cho bạn tuổi dậu rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm như thế nào tiếp theo để có được kết quả tốt. Những lúc như thế này, với bạn tuổi dậu cần phải cố gắng cho bản thân mình một khoảng để nghỉ ngơi, để bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn nữa. Chẳng những vậy, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay cũng đang gặp nhiều trục trặc. Bạn hy vọng những lúc khó khăn như thế này sẽ được nửa kia có thể ở bên quan tâm và động viên chứ không phải là luôn nghi ngờ và ghen tuông mù quáng như hiện tại. Thái độ của người ấy khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Bên cạnh đó, trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về những vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sự chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy thiếu đi sự tập trung cho công việc, hiệu quả giảm sút. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa rơi vào trạng thái mong lung, không biết nên làm như thế nào tiếp theo. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tình cảm nhiều trục trặc, đối phương thường xuyên ganh tung Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng có vội đưa ra bất cứ cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu bạc màu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành, tuất ngọ bán hợp cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi tuất khá chi là lý tưởng. Với bạn tuổi tuất không còn phải lo lắng về vấn đề đối phương, bạn biết rằng người ấy đang yêu thương mình rất chi là nhiều nữa. Hạnh phúc là điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng để giữ được nó thì chẳng hề dạ dễ dàng chút nào. Mọi người có một bí quyết riêng, nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn trân trọng tình yêu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt cũng đang gặp được ngày có tỷ kin chiếu mệnh cho nên nếu như bạn tuổi tốt muốn thăng tín thì ngoài năng lực sẵn có bạn mệnh cũng cần phải xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ xã giao của mình hơn nữa trong ngày này với bà tuổi tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vườn hỗ trợ cho bạn mệnh rất nhiều về khía cạnh sức khỏe nhờ đó mà tinh thần của bạn luôn được tỉnh táo làm việc hiệu quả hơn rất nhiều về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tình duyên xuân sỉ đôi lứa tâm đầu ý hợp tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tín với mình. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình muốn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 5 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi dần, tuổi ngọ Từ vi tuổi hỏi thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục cho nên với bà tuổi hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội để đốn tài lộc về tay bản mệnh có nghề tay trái bên cạnh công việc chính mà với bà tuổi hợi có được thu nhập phụ quần nhụng nhịn hơn phần thu nhập chính nữa tuy nhiên với bà tuổi hợi cần phải tránh sự chủ quan, đưa ra những nhận định không phù hợp cho các dự án về đầu tư trong tương lai. Nếu chưa chắc chắn, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm đi trước để tìm ra giải pháp đúng đắn, phù hợp nhất cho mình. Trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc nhắc nhở các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý, dễ có hiểu lầm, mâu thuẫn xảy ra, có sự xa cách. Mọi người một quan điểm sống, để cho tiếp tục được đồng hành thì cả hai bên cần phải dung hòa với nhau chứ không phải là đối chọi gay gắt như vậy. Trong ngày hôm nay với bà tuổi hợi, nếu như có công việc xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính tay. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, thu nhập đáng kể từ ngày tay trái, tài lộc được dư giả. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, không nên vội vàng đưa ra quyết định trong các dự án đầu tư. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, có sự xa cách tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên tìm cách dung hòa nếu như quan điểm sống có sự khác biệt tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có thể tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.